Hello, xin chào các bạn. Trong series 60 ván cờ đáng nhớ của Bobby Fischer, các bạn đã được chứng kiến hai pha thí quân điên rồ của cậu bé Fischer 10 năm tuổi trước phù thủy xứ Riga Mikhail Tao, nhưng vẫn không thể giành được chiến thắng. Ván cờ diễn ra trong khuôn khổ vòng đấu ứng viên năm 1959, giải đấu nhằm tìm ra kẻ thách đấu vua cờ Mikhail Bovinich. Ở giải đấu này còn xuất hiện một siêu phẩm thí quân khác cũng có sự góp mặt của ông hòa thí quân Mikhail Thao đó là trận đấu giữa ông với cựu vua cờ Vasily Smyslov. Thời điểm này thì Mi Khaithao vẫn chưa là vua cờ, cho nên mình sẽ gọi ông là ông Hoàng Thí Quân thôi, các bạn nhé. Ván cờ được đặt tên là Tartales. chúng ta có dịch ra là câu chuyện cổ tích của Mi Khaithao. Nhưng khi tìm hiểu kỹ trên mạng thì mình nghĩ đây là một cách nói lái của từ Tale. Từ điển Cambridge giải thích rằng Tale is a story that may or may not be true, but that contains details đã là hard to believe. Có nghĩa là những câu chuyện có thể thật cũng có thể hư cấu nhưng đều chứa đựng những tình tiết thực sự khó tin. Vậy ván cờ này nó khó tin đến thế nào mà lại được gọi là Stone Tales? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Mikhail Tao được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt E4. Cựu vua cờ Vasily Smyslov đáp trả bằng nước tốt C6 triển khai thế trận phòng thủ Caro-Kann loại phòng thủ cực kỳ chắc chắn của bên đen khi chống lại nước tốt E4 của trắng. Thông thường, nước tiếp theo trắng sẽ đẩy tốt lên D4 tạo thành cặp tốt mạnh kiểm soát trung tâm hoặc phát triển mã C3. Tuy nhiên ở ván cờ này thì trắng lựa chọn đi tốt D3, đen để tốt D5 gạ đổi tốt và mở đường cho tượng phát triển. Trắng không đổi tốt với đen mà phát triển mã D2 bảo vệ tốt E4. Đen để tốt E5 hình thành cặp tốt mạnh kiểm soát trung tâm và mở đường cho tượng phát triển. Trắng phát triển mã F3 tấn công tốt đen. Đen phát triển mã D7 bảo vệ tốt. Trắng đẩy tiếp tốt D4 kết hợp với mã tấn công tốt đen E5. Đen lấy tốt D ăn lại tốt trắng E4 và tấn công mã trắng E3. Mã trắng ăn lại tốt đen và chiếm lĩnh trung tâm. Tốt đen ăn tiếp tốt trắng, hậu trắng ăn lại tốt đen. Đen phát triển mã F6 gạ đổi mã. Trắng không đổi mã với đen mà phát triển tượng lên G5 ghim mã đen và chuẩn bị nhập thanh. Đen liền lên tượng E7 tháo ghim cho mã và cũng chuẩn bị nhập thanh. Ở đây trắng có thể nhảy tiếp mã vào D6 chiếu biến thành mã bạch tuộc. Tượng đen ăn mã trắng thì hậu trắng ăn lại tượng đen và ngăn không cho vua đen nhập thanh. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế trắng không nhảy mã vào D6 mà lựa chọn nhập thanh đưa xe sang D1 chồng quân với hậu kiểm soát cột mở D. Đen cũng nhanh chóng nhập thành theo như kế hoạch đã định. Giờ trắng mới nhảy mã vào D6 biến thành mã bạch tuộc. Tuy nhiên trước sự phòng thủ kín kẽ của đen, mã bạch tuộc của trắng chưa phát huy được nhiều sức mạnh. Do đó đen cũng không sợ lắm mà phi hiệu lên A5 tấn công tốt trắng A2 và rình dập tượng trắng. Trắng liền phát triển tượng lên C4 bảo vệ tốt và liên kết song xe. Đen để tốt B5 tấn công tượng trắng Trắng không chạy tượng mà lùi tượng còn lại về D2 tấn công hậu đen. Đen chạy hậu về A6 duy trì sức ép lên tốt trắng A2. Trắng vẫn không chạy tượng mà lùi mã về F5 tấn công lại tượng đen. Đen chạy tượng về D8. Vẫn không thèm chạy tượng. Trắng qua hậu H4 và thí tượng. Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Thiên tài cũng phải chết. Tốt đen ăn tượng trắng tiêu diệt ngay quân bảo vệ tốt a2 và tạm thời đen lãi được một tượng. Trắng đi hậu g5 kết hợp với mã dọa ăn tốt g7 chiếu hết. ở đây đen có thể đẩy tốt g6 để phòng ngự, trắng sẽ không thể làm gì được. tuy nhiên đen lựa chọn phương án có phần sôi động hơn là nhảy mã lên h5 thí mã để bảo vệ tốt g7 và mở đường cho tượng tấn công hậu trắng. nếu trắng ham hồ lấy hậu ăn mã đen để cân bằng lực lượng quân sự thì hậu đen ăn tốt trắng a2 dọa phi xuống a1 chiếu hết. Trắng sẽ phải chạy tượng lên c3 mở đường thoát cho vua và kiểm soát đường chéo lớn. Kết hợp với mã nhắm về phía tốt đen g7. Khi đó thì đen sẽ nhảy mã f6 chặn lại và tấn công hậu trắng, đồng thời mở đường cho tượng tấn công mã trắng. Trắng chạy hậu g5 dọa ăn tốt g7 chiếu hết thì hậu đen a1 chiếu buộc vua trắng phải chạy lên d2. Mã trắng e4 chiếu bắt hậu. Trắng có 3 phương án là chạy vua e3 E2 hoặc là E1. Trắng chạy vua E3 thì tượng đen ăn hậu trắng chiếu tiếp. Mã trắng ăn tượng đen, hậu đen ăn xe trắng, xe trắng ăn lại hậu đen, mã đen ăn mã trắng. Đen lợi hơn trắng hẳn, một quân xe sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Trắng có chạy vua E1 hay là E2 thì đen sẽ thí hậu ăn xe trắng chiếu, buộc xe trắng ăn lại hậu đen, mã đen ăn tượng trắng chiếu tiếp. Tốt trắng ăn mã đen tượng đen hậu trắng, mã trắng ăn tượng đen, tượng đen ăn mã trắng. Đen vẫn cứ lợi hơn trắng hẳn một quân xe và sẽ dễ dàng chiến thắng. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng không dám lấy hậu ăn mã đen mà nhảy tiếp mã vào h6 chiếu. Tốt đen bị ghim không thể ăn lại. Đen buộc lòng phải chạy vua h8. Giờ thì hậu trắng mới ăn mã đen. Nếu đen Nam Hồ lấy tốt ăn lại mã trắng thì tượng trắng C3 chiếu và kiểm soát được đường chéo lớn. Nếu tốt nhất cho đen là để tốt F6 cản chiếu và bị ghim. Khi đó hậu trắng ăn tốt đen H6 rồi nhảy mã lên G5 tham gia tấn công. Đen chắc chắn sẽ phải đối mặt với muôn ngàn cơn sóng dữ. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không dám ăn mã trắng mà có lựa chọn chính xác là lấy hậu ăn tốt trắng A2, dọa A1 chiếu hết. Trắng chạy tượng lên C3 mở đường thoát cho vua, kiểm soát đường chéo lớn, làm cho tốt đen G7 bị ghim, không thể ăn mã trắng. Ở đây thì đen nên đi tượng F6 làm đối trọng với tượng trắng trên đường chéo lớn và tháo ghim cho tốt G7. Trắng sẽ không thể làm gì được và thế trận nhìn chung là cân bằng cho cả hai bên. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen không lên tượng F6 mà lại nhảy mã lên F6 tấn công hậu trắng. Và đây là một sai lầm nghiêm trọng Một nước đi blunder Chớp lấy sai lầm này Trắng thí hậu ăn tô đen F7 Và máy tính tiếp tục đánh giá Đây là nước đi thai tiền Nếu xe đen ăn hậu trắng Thì xe trắng tông thẳng tượng đen chiếu hết Do đó đen không dám ăn hậu trắng Mà đi hậu A1 chiếu Trắng chạy vua D2 Mở đường cho xe tấn công lại hậu đen Nhưng mà bù lại thì vua trắng đã bịt mất đường kiểm soát xe của xe trắng trên cột MD không cần bảo vệ tượng nữa, cho nên giờ đen mới lấy xe thịt hậu trắng. nếu xe trắng ăn hậu đen thì tốt đen ăn mã trắng, đen lại lợi hơn trắng một quân nhẹ. do đó trắng chưa vội lấy xe ăn lại hậu đen mà có lựa chọn chính xác là lấy mã ăn xe đen chiếu. đen chạy vua sang g8 tấn công lại mã trắng. giờ thì xe trắng mới ăn hậu đen, vua đen ăn mã trắng. xét về lực lượng lúc này ưu thế về chất đang nghiêng về với trắng. Trắng nhảy mã lên E5 chiếu bắt tốt. Ở đây đen nên chạy vua về G8 hoặc là F8 cho an toàn. Nhưng mà thực tế thì đen lại hổ báo chạy vua lên E6 tấn công lại mã trắng. Trắng vừa chạy mã vừa ăn tốt đen và tấn công tượng đen. Đen chưa vội chạy tượng mà nhảy mã vào E4 chiếu. Trắng chạy vua E3 tấn công lại mã đen. Giờ đen mới chạy tượng lên B6 chiếu tiếp. Nếu vua trắng ăn mã đen thì tượng đen B7 ghim và bắt chết mã trắng và mở đường cho xe tham chiến. Đen có cặp tượng âm dương cực mạnh đang bọc lót cho nhau như thế này thì mặc dù có lợi thế hơn về chất nhưng mà trắng cũng sẽ khó khăn để có thể giành được chiến thắng. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng lựa chọn lên tượng D4 cản chiếu và gạ đối tượng. Sau nước đi này thì việc đổi quân là không thể tránh khỏi mà càng đổi quân thì cửa thắng của trắng lại càng cao hơn. Do đó biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Cựu vua cờ Vasily Smyslov đành dừng đồng hồ chịu thua. Như vậy, ông Hoàng Thí Quân Mi Khai Thao với những pha thí tượng, thí mã rồi thí cả hậu đã xuất sắc đánh bại cựu vua cờ Vasily Smyslov. Những pha thí quân thực sự là khó tin như này, bảo sao nó được gọi là Tartales. Chiến thắng này đã góp phần giúp Mi Khai Thao đứng đầu vòng đấu ứng viên năm 1959 và giành quyền thách đấu đương kim vua cờ Mikhail Bovinich. Và kết quả như nào thì chắc các bạn cũng đã rõ. Mikhailov đánh bại Bovinic để lên ngôi vua cờ. Ông trở thành vua cờ thứ 8 trong lịch sử. Ván cờ này cũng chính là ván đấu hay nhất năm 1959, một trong những ván cờ hay nhất thập niên 1950 và là một trong những ván cờ hay nhất sự nghiệp của ông Hoàng thí quân Mikhailov. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.